Chào mừng các em tham dự lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn khối 8 ngày hôm nay. Ở tiết trước, thầy trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài câu ghép. Các em còn nhớ câu ghép có đặc điểm gì không các em? À, câu ghép nó có hai đặc điểm. Thứ nhất, nó phải có từ hai cụm CV trở lên. Và hai cụm CV này không được bào chứa lẫn nhau tức là không có trường hợp cụm CV nhỏ nằm trong cụm CV lớn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài câu ghép tiếp theo. Các em cùng mở ra trong sách giáo khoa trang 123 phần 1 La Mã, quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu. Chúng ta sẽ ví dụ trên màn hình. Hãy xác định các vế câu trong câu ghép sau. Cho biết quan hệ giữa các vế câu đó là mối quan hệ gì? Trong mối quan hệ đó, mỗi vế câu biểu thị ý nghĩa gì? Câu 1. Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp. Bởi vì đời sống của đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới nay là cao quý, nghĩa là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp. Chúng ta có tất cả ba vế công trong câu ghép này. Vế 1, vế 2 và vế 3. Các bạn nhìn lên vế 1 và vế 2, chúng ta thấy vế 1 và vế 2 nói với nhau bằng quan hệ từ bởi vì. Vế 2 và vế 3 cũng nói với nhau bằng quan hệ từ bởi vì. À, mà ở lớp 7 các bạn được học rồi, quan hệ từ bởi vì dùng để biểu thị mối quan hệ nhân quả. Như vậy, mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép này là mối quan hệ nhân quả. Từ nay, các em phải lưu ý một điều. Muốn xác định mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép là gì, thì chúng ta phải xé ý nghĩa của phương tiện dùng để nói các vế trong câu ghép. Phương tiện dùng để nói các vế trong câu ghép thể hiện mối quan hệ gì, thì các vế trong câu ghép thể hiện mối quan hệ đó. Chúng ta tiếp tục ví dụ số 2. Các em hãy gắn hộp để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Câu ghép này có ba vế. Vế 1 và vế 2 nói với nhau bằng quan hệ từ để. Vế 2, vế 3 nói với nhau cũng bằng quan hệ từ để. Như vậy, mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép số 2 là mối quan hệ chỉ mục đích. Câu 3. Mặc dầu trời mưa to nhưng em vẫn đến lớp sớm. Câu 3 có hai vế vế 1 vế 2 hai, hai vế này nối với nhau bằng cặp quan hệ từ mặc dầu nhưng như vậy mối quan hệ giữa vế 1 và vế 2 trong câu ghép số 3 là mối quan hệ tương phản câu 4 mưa càng to thì nước càng lớn có hai vế vế 1 vế 2 vế 1 và vế 2 nối với nhau bằng cặp từ càng càng cặp từ hồ ẩn. Như vậy, mối quan hệ giữa vế 1 và vế 2 trong câu ghép thứ tư này là mối quan hệ tăng tiến. Câu ghép số 5: Địch phải đầu hàng hoặc chúng ta bị tiêu diệt. Có hai vế, vế 1, vế 2. Vế 1, vế 2 hai nói với nhau bằng từ hoặc. Như vậy, mối quan hệ giữa hai vế trong câu ghép số 5 là mối quan hệ lựa chọn. Câu số 6: Chị vừa nói, chị vừa khóc. Có hai vế. Hai vế này nói với nhau bằng cặp từ vừa vừa thể hiện mối quan hệ đồng thời. Câu số 7. Bé Lan không nói gì nữa, rồi nó khóc, nó òa khóc. Vế 1. Vế 2. Vế 1, với 2 nói với nhau bằng từ rồi. Như vậy, các vế trong câu ghép số 7 có mối quan hệ tiếp nối. Câu 8 có hài ví một, ví hai vế. Vế 1 vế 2 nói với nhau bằng dấu hai chấm. Như vậy mối quan hệ giữa vế 1 với vế 2 trong câu 8 là mối quan hệ giải thích. Bây giờ thầy sẽ có một cái bảng tổng hợp lại mối quan hệ giữa các vế và dấu hiệu để nhận biết. Quan hệ nhân quả thì thường giữa các vế sẽ nói với nhau bằng cặp quan hệ từ vì nên tại nên bởi nên quan hệ điều kiện giả thiết kết quả thì các vế sẽ nói với nhau bằng các cặp quan hệ từ nếu thì giá thì hễ thì quan hệ tương phản tuy nhưng quan hệ tăng tiến càng càng quan hệ đồng thời vừa vừa quan hệ bổ sung không những mà còn quan hệ tiếp nối rồi quan hệ lựa chọn hay hoặc quan hệ giải thích dấu hai chấm, quan hệ đồng đẳng và Chúng ta có thể chụp màn hình để lưu lại dấu hiệu nhận biết này để chúng ta làm bài tập nhanh hơn và chính xác hơn. Giờ này chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Các em cùng nhau mở sách giáo khoa trang 124, 125, 126. Phần này các bạn sẽ lấy bút chì điền thẳng vào trong sách giáo khoa tránh mất thời gian. Bài tập số 1 sách giáo khoa trang 124, xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong những câu ghép dưới đây và cho biết mỗi vế câu biểu thị ý nghĩa gì trong mối quan hệ ấy. Câu A: Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Các bạn dễ dàng xác định được các vế trong câu ghép này. Với một, cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi. Với hai, chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Với ba, tôi đi học. Như vậy, chúng ta thấy với một, với hai, nói với nhau bằng quan hệ từ vị. Thể hiện mối quan hệ nhân quả, kết quả nguyên nhân. Vế 2 và vế 3 nói với nhau bằng dỗ 2 chấm, thể hiện mối quan hệ giải thích. Câu B. Nếu trong pho lịch sử loài người xóa các thiên nhân, văn nhân và đồng thời trong tâm linh loài người xóa hết những dấu vết họ còn lưu lại thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bực nào? Chúng ta có với một và với hai được nói với nhau bằng quan hệ cặp quan hệ tự nếu thì biểu thị mối quan hệ giả thiết điều kiện kết quả. Câu C. Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lọc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ. Chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão. Chẳng những tông miếu của ta sẽ được tôn thờ muôn đời tế lễ mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng qua năm. Chẳng những thân ta kiếp này đã trí mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền. Chẳng những danh hiệu ta không bị mai một mà họ tên các ngươi cũng sự sách lưu thơm chúng ta có cặp vế trong câu ghép này được nói với nhau bằng cặp quan hệ từ chẳng những mà chẳng những mà chẳng những mà thể hiện mối quan hệ tăng tiến Câu D, tuy rét vẫn kéo dài mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Câu D này, các vế trong câu ghép nối kết với nhau bằng quan hệ từ tuy, thể hiện mối quan hệ tương phản. Câu E, hai người dằn co nhau, du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra áp vào vật nhau. Câu ghép này các vế nói kết với nhau bằng từ rồi, thể hiện mối quan hệ tiếp nối. Kết cục, anh chàng hậu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn bị chị này túm tóc, lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Các vế trong câu ghép này được nói với nhau bằng dấu phẩy, thể hiện mối quan hệ nhân quả. Bài tập số 2, xác định các câu ghép có trong những đoạn trích, xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế, có thể trách các vế thành câu đơn không? Vì sao? Đoạn 1, có những câu ghép thầy chuyển thành màu xanh. Trời xanh hẳm, biển cũng xanh thẳm như dân cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhà, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời âm ầm giống gió, biển đục ngầu giận dữ. Chúng ta thấy các vế trong ba câu trong ba câu ghép này có mối quan hệ điều kiện giả thiết kết quả với nhau. Chúng ta không thể nào tách các vế đó thành câu đơn được vì có thể làm phá vỡ các mối quan hệ ý nghĩa giữa ở đoạn 2 chúng ta cũng có những câu ghép. Buổi sớm mặt trời lên ngang cột buồm, sương tan trời mới quang, buổi chiều nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. Các vế trong hai câu ghép in đỏ cũng có mối quan hệ điều kiện giả thiết kết quả với nhau nên chúng ta không thể tách các vế thành câu đơn được, vì như vậy có thể làm phá vỡ các mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế đó. Câu số 3 bài tập số 3. Xác định câu ghép trong đoạn trích sau, xét về mặt lập luận, có thể tách mỗi vế của câu ghép ấy thành một câu đơn được không? Vì sao? Xét về giá trị biểu hiện, những câu ghép như vậy có tác dụng như thế nào trong việc miêu tả lời lẽ của nhân vật lão hạ? Ở đây thầy đã xác định được thầy tạm đánh dấu là trong cái đoạn văn bài tập 3 có tất cả là 4 câu văn. Thì chúng ta có câu số 3, câu số 4 là câu ghép là câu ghép. Câu số 3 và câu bố 4 là câu ghép xét về mặt lập luận, mỗi câu gồm nhiều vế, tập trung trình bày một việc lão Hạc nhờ ông giáo. Việc thứ nhất, lão Hạc gửi mảnh vườn nhờ ông giáo trông coi cho con lão. Việc thứ hai, lão Hạc gửi tiền nhờ ông giáo lo ma chay nếu chẳng may lão chết. Nếu tách mỗi vế câu trong từng câu ghép thành một câu đơn thì không đảm bảo được tính mạch lạc của lập luận xét về mặt biểu hiện. Tác giả cố ý viết các câu dài để tái hiện lại cách kể lễ dài dòng của lão Hà. Nó phù hợp với cách nói năng chậm rãi, dài dòng của người già, phù hợp với tính cách của lão Hà. Bài tập số 4. Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi. Chị dậu càng tỏ ra bộ đau đớn. Thôi u vang con u lại con, con có thương thầy, thương u, thì con đi ngay bây giờ cho u, nếu con chưa đi cũng nghĩ chưa giáo tiền cho u chưa có tiền nạp xu thì không khéo thầy con sẽ chết ở đình chứ không sống được thôi u vang con u lại con con có thương thầy thương u thì con đi ngay bây giờ cho u câu hỏi a quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép thứ hai là quan hệ gì có nên tách mỗi vế trong câu thành một câu đơn không vì sao câu b thử tách mỗi vế trong các câu ghép thứ nhất và thứ ba thành một câu đơn, so sánh cách viết ấy với cách viết trong đoạn trích qua mỗi cách viết, em hình dung nhân vật nói như thế nào? Chúng ta thấy các vế trong câu ghép nó trong ví dụ bài tập số 4 có mối quan hệ điều kiện giả thiết kết quả nên có sự ràng buộc vô cùng chặt chẽ, vì vậy không nên tách rời thành những câu đơn. Còn nếu tách rời, ta sẽ có cảm tưởng nhân vật nói nhát gần vì nghẹn ngào, đau đớn. Nhưng trong văn bản này, nhà văn Ngô Tất Tố lại đang muốn thể hiện một giọng điệu vang sinh nài nỉ của chị dậu, nên để nguyên câu ghép sẽ phù hợp hơn. Rồi, các bạn sẽ ghi bài ở cái phần này nha các bạn, ghi đầy đủ vào trong vở bài học. Sau đây hãy hướng dẫn các bạn học tập ở nhà. Đầu tiên các bạn xem lại bài câu ghép và câu ghép tiếp theo. Trả lời những câu hỏi trong bài tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh nhé các em để chuẩn bị cho những tiết học sau. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.